mình mới bận bi và vừa xuống trên một cái dốc vừa xuống xong giờ, tốt hơn bây giờ. À, bây giờ anh em mình là di chuyển đây và đây địa điểm cao, ở đây là đỉnh Bàn Cờ đây, đây là mũi Bàn Cờ đó. À, bây giờ là anh em mình là bắt đầu di chuyển xuống đó, di chuyển đây đi dốc là rất là khổ nha mọi người. Thế bây giờ là anh em mình đi xuống. Rồi các bạn là tiếp tục xem hành trình anh em mình cao ngày đi là như thế nào. Rồi hành trình cao anh em mình là cao như ngày như đêm đấy, nói chung là cao luôn đêm. Đó. Anh em tiếp tục theo dõi mình nha. Anh tạ phát cháu dính đám này rồi anh thỏa dùng dùng cho tí. Còn không? Đâu đâu chạy dễ không nổi giờ ngó ra ăn bỏ thôi. Ơi có thằng này này em trả thôi con này có mấy lọt ba tấm lọt hai có thằng này. Chạy. 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 Ủa. Nhận đúng không? Nhận chứ mà dở đâu. Anh thác quả anh cầu ái mà. Cầu ái mà anh để cho rồi. Có đằng ai không? Có đằng An á, tay của An là này có lớn này. Có gì đó?
con có trình đó, là con có trình anh Bi này đó, đi bà ráng luôn, đi bà ráng thân chị đó, để qua mình thử đấy, là hết người luôn, hết người luôn. Yeah. Lấy hòn khủng đúng, chưa khủng cho lắm. Ok vậy. Okay. Anh em vừa đi về, ngày đây được 4 con về cái đất. Anh em năm xa, năm mới. Anh em tiếp tục. Bye bye anh em ơi.